Hoàng mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 15 tháng 6 năm 2024 của Báo Thanh Niên. Chương trình được phát trên các nền tảng của Báo Thanh Niên. Rất mong quý vị bấm like, đăng ký theo dõi cũng như ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi được chúng tôi cập nhật liên tục. Thưa quý vị, trong cuộc gặp với các nhà ngoại giao hàng đầu của Nga hôm 14 tháng 6, Tổng thống Vladimir Putin nói Nga không có kế hoạch tấn công vào thủ đô Kiev trong những tuần đầu xung đột. Ông nói Ukraine và phương Tây vẫn tiếp tục đưa ra suy đoán về ý định của Nga khi tiến về hướng ngoại ô Kiev vào cuối tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, theo ông Putin, đã không có quyết định chính trị nào được đưa ra về việc đưa quân vào thành phố 3 triệu dân. Ông Putin giải thích rằng việc áp sát Kiev vào thời điểm đó chỉ nhằm thúc đẩy phía Ukraine tham gia đàm phán, cố gắng tìm ra một giải pháp có thể chấp nhận được. Ông Putin nói rằng động thái rút quân của Nga vào thời điểm đó đã mở ra các cuộc đàm phán, từ đó dẫn đến các thỏa thuận về nguyên tắc phù hợp với cả Moscow và Kiev. Trên thực tế, hai nước đã đạt được các bước tiến trong các cuộc đàm phán tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 3 năm 2022. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán sau đó đổ vỡ và không đạt được kết quả và xung đột kéo dài đến ngày nay. Kiev và phương Tây đã tuyên bố rằng việc Nga rút khỏi khu vực thủ đô của Ukraine không phải là một cử chỉ thiện chí của Moscow, mà là kết quả của những thành công quân sự mà quân đội Ukraine đạt được. Cũng tại cuộc họp với lãnh đạo Bộ Ngoại giao Nga ở thủ đô Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra đề xuất về ngừng bắn tại Ukraine và tái khởi động đàm phán hòa bình. Reuters ngày 14 tháng 6 dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng Nga sẽ ngừng bắn và ngồi vào bàn đàm phán hòa bình nếu Ukraine rút binh sĩ khỏi 4 vùng mà Moscow sắp nhập hồi năm 2022. Ông Putin nói, điều kiện rất đơn giản. Ngay khi Kiev tuyên bố họ sẵn sàng cho một quyết định và bắt đầu rút quân khỏi 4 vùng này và tuyên bố chính thức từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO, phía chúng tôi sẽ ngay lập tức, theo nghĩa đen là ngay cùng một phút, sẽ ra lệnh ngừng bắn và bắt đầu đàm phán, theo Reuters. Bốn vùng được nhà lãnh đạo nhắc đến là Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia, những nơi mà Nga tuyên bố sắp nhập hồi năm 2022 nhưng Ukraine không công nhận. Nga kiểm soát gần 1/5 lãnh thổ Ukraine sau 3 năm chiến sự, nhưng không hoàn toàn nắm giữ bất kỳ vùng nào trong số 4 vùng nói trên. Bán đảo Crimea được Moscow sắp nhập hồi năm 2014 cũng phải được công nhận là một phần của Liên bang Nga. Bên cạnh đó, Ukraine cũng phải từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO trong tương lai, phi quân sự hóa, phi phát xít hóa. Tổng thống Putin còn yêu cầu phương Tây dỡ bỏ toàn bộ lệnh cấm vận đối với Nga như một phần của thỏa thuận hòa bình. Những điều kiện của ông Putin trái ngược với quan điểm của phía Ukraine, vốn nhấn mạnh rằng hòa bình chỉ có thể được dựa trên việc rút quân hoàn toàn của Nga và khôi phục toàn vẹn lãnh thổ Ukraine. Theo đài RT, ông Putin nhấn mạnh rằng Nga sẽ không chấp nhận đóng băng xung đột vào thời điểm này vì điều đó sẽ cho phép Mỹ và đồng minh tái trang bị cho quân đội Ukraine. Trong tương lai, toàn bộ những quan điểm dựa trên nguyên tắc cơ bản này phải được ấn định trong các thỏa thuận quốc tế nền tảng. Đương nhiên là gồm việc dỡ bỏ toàn bộ lệnh cấm vận của phương Tây đối với Nga, Tổng thống Putin nói. Phía Ukraine đã ngay lập tức bác bỏ những điều kiện mà họ gọi là vô lý. Cố vấn Mykhailo Podolyak của Tổng thống Ukraine cho hay, ông ấy đang đề nghị Ukraine thừa nhận thất bại, từ bỏ lãnh thổ cho Nga về pháp lý và từ bỏ chủ quyền địa chính trị. Tổng thống Zelensky cho rằng tối hậu thư lần này không khác gì những thông điệp trước đó của Nga và tuyên bố ông không tin Moscow sẽ dừng chiến dịch quân sự nếu các điều kiện được đáp ứng, theo Reuters. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói với các phóng viên tại trụ sở NATO ở Brussels của Mỹ rằng Tổng thống Putin không ở vị trí để ra lệnh Ukraine phải làm gì để mang lại hòa bình. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng đề nghị của Nga không được đưa ra bằng sự chân thành. Đề xuất này đồng nghĩa Nga nên đạt được mọi mục tiêu chiến tranh của họ, với kỳ vọng rằng người Ukraine nên từ bỏ phần lãnh thổ lớn hơn nhiều so với phần mà Nga có thể đã chiếm được đến nay, ông Stoltenberg nói. Phát biểu về điều kiện ngừng bắn được Tổng thống Putin đưa ra tại cuộc họp với lãnh đạo Bộ Ngoại giao Nga tại Moscow, một ngày trước khi diễn ra hội nghị hòa bình Ukraine tại Thụy Sĩ mà Nga không được mời. Nước chủ nhà thông báo, 92 quốc gia và 8 tổ chức cử phái đoàn đến tham dự hội nghị, diễn ra từ ngày 15 đến 16 tháng 6 gần thành phố Lucerne. Điện Kremlin đã tuyên bố hội nghị hòa bình nhưng thiếu Nga là điều vô nghĩa. Theo Reuters, hội nghị dự kiến sẽ không đề cập vấn đề lãnh thổ mà chỉ tập trung vào các vấn đề an ninh lương thực và an toàn hạt nhân. Ông Putin gọi hội nghị tại Thụy Sĩ là chiêu trò để làm phân tán sự chú ý. Mặt khác, nhà lãnh đạo cũng chỉ trích phương Tây là kẻ cấp khi đóng băng tài sản ở nước ngoài của Nga và cảnh báo về sự trừng phạt. Trước đó, các nhà lãnh đạo G7 đồng ý cho Ukraine vay 50 tỷ đô la Mỹ từ lợi nhuận từ tài sản bị đóng băng của Nga. G7 và Liên minh châu Âu EU đã phong tỏa khoảng 300 tỷ đô la Mỹ của Ngân hàng Trung ương Nga sau khi nước này tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Sau khi Ukraine cho rằng đề xuất mới của Tổng thống Putin về đàm phán hòa bình là một dạng tối hậu thư, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bình luận rằng đó chắc chắn là một sự hiểu lầm.
vì đề xuất của ông Putin chính xác là một sáng kiến hòa bình. Ông Peskov nhấn mạnh rằng tình hình hiện nay khác so với năm 2022 và Ukraine cần xét đến thực tế một số khu vực đã sáp nhập vào Nga. Reuters dẫn lời Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết các nhà lãnh đạo nhóm G7 đã không thảo luận về các đề xuất hòa bình ở Ukraine của Tổng thống Putin vì tất cả đều biết rằng đó là ý tưởng không nghiêm túc. Phát biểu từ Ý ngay trước khi lên đường đến Thụy Sĩ, nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh về Ukraine, ông Scholz cho biết các đề xuất của nhà lãnh đạo Nga chỉ nhằm mục đích đánh lạc hướng của cộng đồng quốc tế khỏi hội nghị. Như truyền hình Bosnia đã đưa tin, trong hai ngày 15 và 16 tháng 6, các nhà lãnh đạo thế giới sẽ đến Thụy Sĩ để tham dự hội nghị thượng đỉnh nhằm gây sức ép buộc Nga phải chấm dứt chiến dịch quân sự tại Ukraine. Thụy Sĩ tổ chức hội nghị này theo đề nghị từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và xác nhận có hơn 90 quốc gia và các tổ chức sẽ cử phái đoàn tham gia. Vậy ông Zelensky hy vọng đạt được điều gì từ hội nghị thượng đỉnh này và liệu có thể đạt được kết quả thực tế nào hay không? Trúc Huỳnh mời quý vị cùng theo dõi video sau để biết thêm chi tiết. Trong hai ngày 15 và 16 tháng 6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ họp cùng các nhà lãnh đạo thế giới trong hội nghị thượng đỉnh về hòa bình được tổ chức tại Thụy Sĩ. Ông hy vọng sẽ tìm ra cách chấm dứt cuộc chiến với Nga, cuộc xung đột đẫm máu nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai. Ai sẽ tham dự và kết quả có thể có của các cuộc đàm phán là gì? Mục đích của hội nghị. Tổng thống Zelensky sẽ sử dụng sự kiện tại khu nghỉ dưỡng trên đỉnh núi Bergenstock của Thụy Sĩ để thu hút sự ủng hộ cho cuộc chiến của Ukraine chống lại Nga trong 3 lĩnh vực chính. Đó là an ninh lương thực, an toàn hạt nhân và trả tự do cho tất cả tù nhân và người bị trục xuất. Trên chiến trường, cuộc họp diễn ra vào thời điểm khó khăn đối với Ukraine. Quân đội Nga hiện kiểm soát khoảng 18% lãnh thổ Ukraine đang tiến về phía đông. Vì lẽ đó, với những khác biệt lập trường cố hữu giữa Nga và Ukraine, hội nghị thượng đỉnh có thể sẽ tránh xa các vấn đề lãnh thổ. Thay vào đó, các nước sẽ tập trung vào các phần trong kế hoạch của nhà lãnh đạo Ukraine với hy vọng hầu hết người tham gia đều chấp nhận, nếu không phải là tất cả. Tôi nghĩ chúng ta phải hiểu rằng hội nghị thượng đỉnh này không phải là một nơi và ban đầu không được hình dung là một diễn đàn để đàm phán giải quyết chiến. Nga không muốn đàm phán vào thời điểm này. Họ cảm thấy mình có lợi thế trên chiến trường. Vì vậy, đó là nỗ lực của Kiev để cố gắng đoàn kết thế giới ủng hộ chiến lược chấm dứt chiến sự của họ, để trình bày nó như một vấn đề toàn cầu và tìm kiếm bằng hữu. Ai sẽ tham gia? Khoảng 90 quốc gia và tổ chức đã xác nhận tham gia các cuộc đàm phán do Bern tổ chức theo yêu cầu của Ukraine. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng các nhà lãnh đạo Đức, Ý, Anh, Canada và Nhật Bản nằm trong số những người sẽ tham dự cuộc họp ngày 15 đến 16 tháng 6. Nga không được mời. Kiev hy vọng sẽ thực hiện các bước hướng tới việc cô lập Nga bằng cách giành được sự ủng hộ của các quốc gia có quan hệ thân thiện hơn với Moscow. Ấn Độ, quốc gia đã giúp Moscow vượt qua cú sốc trừng phạt kinh tế, dự kiến sẽ cử một phái đoàn để tham dự. Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary, những nước duy trì mối quan hệ thân thiết với Moscow, cũng sẽ có đại diện. Nhưng khó khăn chính trong mắt Kiev là Trung Quốc, một đồng minh thân cận của Nga. Bắc Kinh cho biết họ sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh với lý do là việc tham gia của cả hai bên tham chiến là điều kiện tiên quyết cho bất kỳ hội nghị hòa bình thực chất nào. Kết quả nào có thể xảy ra? Câu hỏi mà nhiều người sẽ đặt ra là liệu hội nghị thượng đỉnh Thụy Sĩ có mang lại bất kỳ tiến triển thực tế nào hướng tới việc chấm dứt chiến sự ở Ukraine hay không? Thụy Sĩ muốn các cuộc đàm phán mở đường cho một quy trình hòa bình trong tương lai, trong đó Nga tham gia. Ukraine đã nói rằng Moscow có thể được mời tham dự một hội nghị thượng đỉnh trong tương lai, theo các điều khoản của Kiev. Tổng thống Zelensky đã thừa nhận thách thức trong việc duy trì sự ủng hộ của quốc tế khi cuộc chiến hiện đã bước sang năm thứ ba vẫn đang tiếp diễn. Một nhà khoa học chính trị nói với Reuters rằng khi Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn còn nắm quyền, sẽ rất khó để đạt được một giải pháp hòa bình. Phản ứng của Nga như thế nào? Nga đã mô tả ý tưởng về một hội nghị thượng đỉnh mà Nga không được mời là vô ích. Moscow xem hoạt động quân sự đặc biệt của mình ở Ukraine như một phần của cuộc đấu tranh rộng hơn đối đầu phương Tây mà họ cho là muốn khuất phục Nga. Mặc dù Thụy Sĩ nói rằng Nga phải là một phần của tiến trình hòa bình, nhưng cho biết Moscow không được mời vì họ không quan tâm đến việc tham dự. Theo Bern, các cuộc đàm phán nên xác định lộ trình về cách thức đưa Nga và Ukraine vào cuộc trong tương lai. Trong cuộc gặp với các cựu chiến binh tham gia chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, Tổng thống Putin cho hay khoảng 700.000 binh sĩ Nga đang tham gia vào cuộc xung đột đang diễn ra giữa Moscow và Kiev. Con số này tăng gần 100.000 kể từ ước tính trước đó do Tổng thống Putin đưa ra vào tháng 12 năm 2023. Khi đó, thì ông Putin nói có khoảng 617.000 người Nga tham gia chiến dịch quân sự tại Ukraine.
Trong tháng 4, Bộ Quốc phòng Nga cho hay kể từ đầu năm nay có hơn 100.000 công dân Nga đã tự nguyện nhập ngũ để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Moskva cũng đã nhiều lần tuyên bố rằng quân đội Nga có nguồn tân binh ổn định, sẵn sàng ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga. Tới đến nay, cuộc xung đột Nga-Ukraine đã kéo dài hơn 840 ngày mà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Hơn thế nữa, quy mô và mức độ tối tân của các khí tài quân sự được hai bên sử dụng đang ngày càng tăng cao khi mà phương Tây liên tục viện trợ cho Ukraine để có thể chống đỡ các cuộc tấn công từ Nga. Nhưng một yếu tố rất quan trọng giúp cho Ukraine tiếp tục đứng vững là nhờ năng lực khai thác máy bay không người lái, tức UAV, và tác chiến điện tử đã tăng tiến mạnh mẽ. Các hoạt động tấn công của Nga dọc theo chiến tuyến đã buộc Ukraine phải lùi bước trong một số khu vực quan trọng. Nhưng lực lượng Nga dường như đang phải rất chật vật đương đầu với lợi thế của Ukraine về tác chiến điện tử và máy bay không người lái. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW trong báo cáo cập nhật vào hôm 4 tháng 6 dẫn lời các nhà bình luận quân sự Nga thừa nhận đối phương đang thể hiện vượt trội trong các chu kỳ sáng tạo chiến thuật và công nghệ không ngừng để định hình không gian chiến đấu ở Ukraine. Một blogger quân sự người Nga từng huấn luyện đơn vị xung kích tấn công viết trên kênh Telegram của mình rằng việc sử dụng máy bay không người lái UAV là yếu tố hàng đầu giúp Ukraine đẩy lùi các hoạt động tấn công của Nga trong suốt nhiều tháng. Theo blogger này, Ukraine có lợi thế không chỉ về số lượng UAV mà cả số lượng người lái UAV cũng như có cơ cấu tổ chức các đơn vị UAV tiên tiến hơn nhiều so với Nga. Ông nói, nhờ có số lượng lớn UAV và người điều khiển, Ukraine có thể thực hiện các bước chiến thuật hiệu quả như cho UAV tấn công xoay vòng để đảm bảo hỏa lực tiêu diệt liên tục, điều động UAV cho các nhóm xung kích để triển khai đến gần vị trí Nga, cũng như xác định tần số hoạt động của các thiết bị chiến tranh điện tử Nga. Bài đăng thừa nhận, trang thiết bị của Nga tổn thất nặng nề hơn đối phương và cho rằng nguyên nhân là vì thiếu tổ chức bảo vệ toàn diện phù hợp trước UAV Ukraine. Blogger này cũng đề cập cụ thể loại UAV cỡ lớn của Ukraine là Baba Yaga, xem đây là phương tiện cực kỳ hiệu quả để đảm bảo tiêu diệt hỏa lực với tốc độ chính xác cao. Theo ông, UAV này có thể được sử dụng để ném bom các vị trí và mang theo UAV tự sát. Các luận điểm của bài đăng đã được nhắc lại trên một kênh Telegram thân với Nga khác là Vào 8. Kênh này thừa nhận sự vượt trội của Ukraine về UAV như đã thể hiện trên mặt trận Adivka ở khu vực phía đông Donetsk. Cụ thể, các nhóm xung kích Ukraine có số lượng UAV tự sát góc nhìn thứ nhất FPV nhiều gấp 3 đến 4 lần so với Nga, trong khi các đơn vị cơ giới của Kiev có số lượng FPV nhiều gấp 6 đến 10 lần so với các đội hình tương đương của Nga. ISW nhận định rằng sự phổ biến của UAV sẽ tiếp tục thúc đẩy cuộc chạy đua công nghệ không ngừng dọc tiền tuyến. Viện nghiên cứu cho biết khi các lực lượng Ukraine thích nghi và tích hợp tốt các công nghệ mới vào lực lượng của họ, các lực lượng Nga có thể sẽ buộc phải làm điều tương tự để duy trì sự ngang bằng về công nghệ và chiến thuật trên chiến trường. Cuộc đua ăn miếng trả miếng và mở rộng năng lực này là trọng tâm của việc phát triển các phương tiện chiến đấu trong một cuộc chiến đương đại. Trả lời Thanh Niên ngày 14 tháng 6, một chuyên gia tình báo quốc phòng là cựu đại tá quân đội Mỹ và từng điều hành một bộ phận tình báo quân sự của NATO ở vùng Balkan đã đánh giá cuộc chiến Nga-Ukraine hiện đang rơi vào thế bế tắc không khác gì Thế chiến thứ nhất. Theo ông, chiến lược của cả hai nước vẫn không thay đổi. Cả hai đều tấn công vào các khu vực hậu phương của nhau. Ukraine đang nhắm mục tiêu vào các trung tâm hậu cần, sân bay và các nhà máy lọc dầu, các cơ sở chế biến năng lượng của phía Nga. Người Nga thì tiếp tục tấn công vào các tiện ích công cộng của Ukraine, đặc biệt là về điện nước, để tìm cách bẻ gãy tinh thần người Ukraine. Chuyên gia này cho rằng, về mặt tác chiến, cả hai bên đều đang tiến hành một cuộc chiến tranh tiêu hao sinh lực đối phương. Sau khi rút ra bài học tàn khốc từ cuộc tấn công vào mùa thu năm ngoái, lãnh đạo Ukraine đã chấp nhận thực tế là không thể chiếm lại các khu vực lãnh thổ rộng lớn, nên đang áp dụng chiến lược phòng thủ nhằm giảm thương vong, đồng thời tấn công hậu phương và năng lực tác chiến của Nga. Ngược lại, Nga đang sử dụng pháo binh tập trung để phá hủy các vị trí phòng thủ của Ukraine. Nga không còn sử dụng xe tăng hoặc là bộ binh tấn công quy mô lớn hay trung bình nữa. Ông cho rằng, các hoạt động của UAV cấu thành một hình thức chiến tranh phi truyền thống, gây rối loạn cho hậu phương của Nga vì binh sĩ luôn lo ngại bị tấn công ở hậu phương, dẫn đến xuống tinh thần tác chiến. Nga đã phòng thủ trước UAV bằng cách gắn thêm các tấm chắn trên cao vào xe tăng và các xe bọc thép để giảm hậu quả do UAV cảm tử gây ra. Kết hợp thêm còn có các đơn vị tác chiến điện tử và gây nhiễu để tìm cách vô hiệu hóa UAV của Ukraine. Đây cũng là cách Ukraine phòng ngừa UAV bên cạnh việc kết hợp gây nhiễu để áp chế điều khiển, kết nối thông tin của pháo binh Nga. Vị chuyên gia cũng cảnh báo rằng cuộc giao tranh sẽ leo thang vào tháng 7 và đạt đỉnh vào khoảng tháng 8-9, nhưng không bên nào đạt được tiến triển lớn. Ông cho biết chưa thấy triển vọng sáng sủa về đàm phán hòa bình vì cả hai bên vẫn không khoan nhượng. Và một dấu hiệu gợi đến suy đoán về khả năng cuộc xung đột vẫn còn tiếp tục kéo dài là hình ảnh các lớp huấn luyện quân sự cơ bản tại nhiều trường học ở nước Nga. Cậu học sinh 14 tuổi người Nga David đã học được một điều mới trong tháng này. Bắn chính xác bằng súng Kalashnikov khó hơn bắn bằng súng lục.
David đã thử các loại vũ khí nói trên ở thành phố phía nam Vladikavkaz trong khóa huấn luyện quân sự cơ bản đã được đưa trở lại vào chương trình học kể từ khi bắt đầu chiến sự Ukraine. Chương trình này đã bị loại bỏ trong những năm cuối cùng trước khi Liên Xô tan rã. Em sẽ có được một số kinh nghiệm bắn súng lục và súng trường tấn công. Cuộc sống sẽ dễ dàng hơn khi em hoàn thành khóa huấn luyện này, cả về thể chất và quân sự. Nghĩa vụ quân sự là bắt buộc đối với nam thanh niên ở Nga, nơi cuộc chiến ở Ukraine hiện đã bước sang năm thứ ba. Ông Sergei Menyalo là phó đô đốc đã nghỉ hưu và hiện là lãnh đạo vùng Bắc Ossetia của Nga. Ông nói với các thiếu niên rằng chiến dịch quân sự đặc biệt đồng nghĩa với việc các em cần được huấn luyện như vậy. Mục đích của việc đào tạo là dạy cho các em những kỹ năng nhất định sẽ hữu ích trong mọi tình huống và truyền cho các em tinh thần đồng đội. Nó sẽ giúp các em làm việc, sống và nếu phải chiến đấu thì hãy hoàn thành nhiệm vụ quân sự của mình trong một đội ngũ. Boris Kantemirov là người đứng đầu một tổ chức tình nguyện hỗ trợ các lực lượng vũ trang ở địa phương. Chúng tôi đã phát triển hệ thống đào tạo riêng cho học sinh trung học. Nó bao gồm huấn luyện về thể chất, y tế và bắn súng. Đó là những kỹ năng mà bất kỳ người lính nào cũng cần có, bất kể ngành nghề nào. Mọi người đều phải có khả năng sơ cứu, sử dụng vũ khí và có thể lực phù hợp. Bộ Giáo dục đã đưa chương trình huấn luyện quân sự cơ bản vào chương trình giảng dạy từ cuối năm 2022. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin cập nhật tình hình các điểm nóng xung đột thế giới ngày 15 tháng 6 của Báo Thanh Niên. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Những thông tin mới nhất về các điểm nóng xung đột sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Rất mong quý vị bấm like, đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên cũng như là ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức được cập nhật liên tục. Còn bây giờ thì Trúc Huỳnh mến chào tạm biệt.